Một bức ảnh biết nói, được chụp từ ban công ký túc xá Đại học Quốc gia, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Những chiến sĩ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tại đây đã ngủ qua đêm như thế để nhường chỗ cho hàng trăm công dân mới nhập cảnh trở về thực hiện cách ly theo quy định để phòng chống dịch bệnh COVID-19. 15 giờ chiều, tại hầm sân bay Nội Bài, một đồng chí trung tá thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô vội vã ăn xong suất cơm trưa khi vẫn còn nguyên bộ đồ bảo hộ. Trên manh chiếu trải tạm, bữa ăn trưa chỉ vỏn vẹn vài miếng cơm khô, một cốc canh đã nguội, một chai nước suối. 3 giờ sáng, tại một doanh trại quân đội, để đồng bào cách ly có được bữa ăn nóng hổi, hàng chục chiến sĩ không tròn giấc ngủ đêm. Rời xa đơn vị, những cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tình nguyện nhường nơi ăn chốn nghỉ cho đồng bào cách ly, dẫu phải mắc võng thành giường, ăn xương nằm gió, nhưng các anh vẫn giữ nếp sống quy củ sạch sẽ với niềm lạc quan hy vọng rồi bệnh dịch sẽ nhanh bị đẩy lùi. Quân đội của nhân dân thời nào cũng thế, khi đất nước lâm nguy, giặc giã, thảm họa, thiên tai hay dịch bệnh, họ vẫn là những chiến sĩ xung kích, là trụ cột quốc gia, tiên phong nơi tuyến đầu. Chỉ tính riêng tại các đơn vị quân đội, tính đến ngày 24 tháng 3, đã có hơn 140 điểm cách ly được chuẩn bị, gần 38.000 người từ vùng dịch trở về được đón tiếp, chăm lo, không chỉ bằng tinh thần trách nhiệm mà còn bằng tình yêu thương nồng hậu, ấm áp của tình người trong gian khó. Giữa thời bình yên ả, người chiến sĩ hôm nay vẫn căng mình chiến đấu. Họ xông pha không phải vì kẻ thù phía trước, mà là chiến đấu với dịch bệnh, vì những người thân yêu đang ở phía sau.